ngay từ thái giám kìa. Không biết là con trai cưng của ta đã chọn được một bạn đời hợp lý chưa đó hả? Dạ thưa bệ hạ, thằng trẻ à lộn, thái tử khó gần chết. Trời ơi, tôi thì ok đà lộn, thần thì ok rồi đó, nhưng mà thái tử thì cô này đến cô kia đẹp cỡ nào cũng không chịu. Ôi, thật là khổ quá đi đó hả? Cái gì vậy trời, không lẽ nó muốn ở giá làm BD suốt đời sao? Nhanh lên, chịu nó vô cho ta. Cha chịu con làm gì, con chịu vô cho cha luôn nè. Sao, cha có chuyện gì muốn nói con đó hả? Mày còn nói giọng nói cha mày hả? Trời ơi, nghĩ sao? Mấy trăm cô gái đẹp ở trong nước mình, bao nhiêu cô xinh, bao nhiêu cô đẹp, vậy mà sao không chọn được cô nào là sao? Tại mấy nhỏ đó bánh bèo của ông thích, nó đẹp con. À lộn. Trời, mấy nhỏ bánh bèo quá, con thích mấy nhỏ bánh bèo. Con thích cái xì tai mới lạ. Cha hiểu không? Hiểu cái đầu mẹ. Trời ơi, thiệt tình luôn á. Ý, Hoàng thượng ơi, hình như còn một thí sinh nữa Hoàng thượng à. Dạ, là thần đấy à. Trời ơi. Ủa, sao con kia người mà lòi ra hai người vậy? Dạ, thần xỉnh từ giới thiệu. Thần là mẹ của nó à. Trời, con bé màu vàng này được nè con. Trời ơi, sáng sủa từ chân tới đầu, từ đâu tới chân. Được đó, hay là con lấy bé này đi. Thôi chơi, cha nhìn kỹ sâu vào cái gương mặt nó đi. Ẩn sâu trong đó là một gương mặt đầy vẻ đàn ông. Được, cha nhìn cái eo nó đi. Eo nó còn không bằng ngoại eo nó nữa. Trời ơi, thôi cha ơi, trời ơi, nhìn mặt kiểu này là đàn ông với da nữ đó cha. Thôi trời, mày không lấy hả, là mày tin tao gả mày cho thằng thái giám không hả? Mày tin gái mày thằng thái giám hả? Không được đâu nha, trời ơi, con là chắc thẳng 100% nha, chỉ được cái là con hình rượu thôi. Trời ơi, thái tử nói vậy hả là tội cho con của thần là thái tử. Trời ơi, con của thần là nữ 100% nha, mặc dù nó hơi đàn ông một tí, ngày nó xách được 5 gánh nước chứ nhiêu. Đó, gì đâu, trời ơi, nó cũng là nữ tính lắm chứ bộ. Trời ơi, thái tử không biết đâu, cưới con gái của thần có lợi lắm nha. Thái tử sẽ khỏi cần phải thuê thị vệ, thái tử biết không? Bởi vì một mình nó có thể bảo vệ được 10 thái tử. Hả? Cái gì kia vậy? Đúng rồi thái tử, trời ơi, một mình em lên 10 thái tử được. Lạy chúa trời ơi. Được rồi, ta quyết định là con phải lấy cô gái này. Thôi cha, con không lấy đâu. Mày không lấy, ok. Thái giám, người hãy mau tổ chức hôn sự của người với thái tử đi. Gì vậy trời? Không được đâu cha, trời ơi. Hay là bây giờ vậy đi, đợi thêm mấy phút nữa. Nếu như mà mấy phút nữa không có một cô gái nào vô, Con sẽ cúi cái con nhỏ, nửa đàn ông nửa con gái này. Rồi, cái này là do con tự nói đó nha. Xin lỗi đức vua và hoàng tử, tiện nữ nãy giờ mắc ly bay lắc à lộn, tiện nữ nãy giờ có việc bận nên không thể đến kịp được ạ. Xin thái tử và vua thứ tội. Trời ơi, đây mới chính là mỹ nữ của lòng ta. Nàng có một vẻ của một người thị vệ oai vệ a à lộn, nàng có vẻ của một người cô gái mạnh mẽ a à lộn nữa. Trời ơi, sao mình lộn rồi vậy? Nàng có dáng vẻ của một người cô gái xinh đẹp rất chi là hợp với ta. Chà, con quyết định cưới nàng làm vợ. Úi giời ơi, mới vô mà tự nhiên hốt được tổ luôn vậy, vui vẻ sợ à. Cái con kia mày đâu ra vậy? Một phút nữa thôi, 5 phút nữa thôi là tao cưới được hoàng thái tử rồi. Trời ơi mẹ, con tức quá. Tức thì làm được gì? Dê, nhúc. Trời ơi mẹ, mày nhìn kỹ đi, là như con tắm hả mẹ? Chứ con tắm làm gì đẹp được vậy? Nó bần lắm, thôi sao mà nó sang được vậy? Đi về con nhục gần chết đi nè. Ý trời, vậy là cưới cơm tôi cũng có sắp có cháu bé rồi. Thời gian đầu, dọa thần đây, ngươi hãy hả bắt đầu cử hành hôn sự cho con trai cưng của ta với cô bé màu hường này đi. Đó là nhớ phải công bố cho cả cái thiên hạ này đều biết. Với cái niềm vui này, ta muốn công bố cho cả thế giới, cả thiên hạ biết luôn nha, chưa? Dạ, thần biết rồi, thần đi ngay. Ý. Và thế là Tấm đã trở thành vợ của thái tử và sống hạnh phúc bên nhau trong hoàng cung với sự găng tức của Cám và mẹ Cám. Đó, mẹ thấy chưa?
Trời ơi, hôm đó con đã bảo hả là con tắm rồi mà mày không nghe. Trời ơi, đó giờ vua công bố cả thiên hạ, cả thế giới biết rồi đó. Mẹ vừa làm chứ, con gái của mẹ ở giá cho mẹ coi. Biết vậy hôm đó con đã kêu mẹ là trộn đường với muối lại mà không chịu. Đậu đen đậu đỏ, làm gì trời ơi, cái đó là xưa rồi. Trời ơi. Thế nhưng mà tuy sống sung sướng trong hoàng cung, Tấm vẫn không quên ngày giỗ của cha mình. Nàng xin phép vua trở về nhà để soạn cổ cúng giúp gì. Mẹ con cảm thấy hả Tấm sung sướng thì ghen ghét để bụng. Này thấy Tấm về, lòng ghen ghét lại bùng bốc lên. Mẹ đã nghĩ ra được một mưu rồi con ạ. Nghĩ ra được một mưu kế, mụ gì ghẻ bảo Tấm. Trước đây con quen trèo câu, con hãy trèo lên xé một buồn câu để cúng bố nghe chưa? Dạ con biết rồi ạ. Ủa rồi mẹ ơi, tự nhiên kiếm ra trèo câu chi? Trời ơi chứ hơi tổn sức vậy. Trời ơi, con biết cái gì, cứ đi theo mẹ rồi nói. Tấm vâng lời trèo lên cây cao, à lộn, cây câu. Lúc lên đến sát buồn thì ở dưới này mụ mẹ kế cầm dao, à lộn, này nó cầm cái rìu mà, ờ à, đúng rồi, cầm rìu đẳng gốc. Thấy cây rung chuyển, Tấm sim hỏi: Dì ơi, dì làm gì dưới gốc thế? Trời ơi con ơi, gốc câu nhiều kiến lắm, dì hả đuổi kiến đi cho nó khỏi lên nó cắn con. Nhưng Tấm chưa kịp xé câu thì cây câu đã đổ, Tấm ngã lộn xuống ao. Chuyết, mụ gì ghẻ, à lộn, bà này đâu có ghẻ đâu, lộn lộn mọi người, xin lỗi mọi người nha. Mụ mẹ kế vội vàng lột quần áo của Tấm cho con mình mặc vào cung, nói dối với vua rằng Tấm không may bị rơi xuống eo chết đuối, nay đưa em vào để thế chị. Thôi con ạ, à, việc cũng đến lớn rồi. Thôi con lấy con bé này làm vợ đỡ đi. Việc của Sim Tấm là một việc rất là đau buồn, nhưng mà bây giờ có còn hơn không, lấy con bé này đỡ nha con ngoa. Còn lâu con sẽ không bao giờ dù mày có làm á. Dạ không. Thầy giám ơi, đi tổ chức hôn sự của mày á. Thôi thôi, con làm. Vậy còn có được đó, hả? Cô đừng có mong nha, tôi chứ không bao giờ thích cô đâu. Tôi chỉ thích nàng Sim Tấm của tôi thôi. Cô đừng bao giờ mong sẽ có được trái tim tôi. Nhưng mà dù sao em cũng là em của chị mà. Trời ơi, em với chị cũng như nhau mà. Như nhau gì, cô với cổ sẽ không bao giờ giống được nhau. Ê, thiếp nãy giờ thiếp nhịn thái tử dữ lắm rồi đó nha. Thiếp nói cho thái tử nghe nè. Thôi đừng có con, đừng có cãi lộn với nó. Trời, nhịn đi con, nhịn đi. Trời ơi, con phải là đống nhà cô ấy hiền thục, con hiểu không? Nó hiền thục giống như Thấm gì đó, hiểu không? Đó, rồi con đợi đi, mốt mẹ con rồi cũng nắm thớp nè. Yên tâm đi con nha. Mai mà mẹ làm gì không được con bẻ cỡ đó rồi, tức quá, không biết nó nghe không ta. Không có nghe đâu. Được rồi, hồi nữa về phòng hai mẹ con mình tâm sự nha con. Dạ. Thôi, cháu muốn làm gì làm. Thái giám Phong Cẩn ơi, qua đây tôi có muốn cái này muốn nói với ông nè. Dạ, thưa hoàng tử, muốn gì ạ? Hai mẹ con nhiều chuyện lắm, vô phòng đi ta. Mẹ, trời ơi, hay là mẹ nghĩ kết mẹ tiêu diệt thái giám luôn đi. Nhị con, tự nhiên thái giám ta có làm gì đâu tiêu diệt. Trời ơi, mẹ thấy hả, vô con Tắm chưa xong, giờ nó còn thấy giám cũng muốn cướp thái tử kìa. Trời ơi, thân thân mực mực ghê quá à, giờ sao? Trời ơi, con ơi, chuyện đâu còn có đó, cứ để đi nha chưa. Tức quá. Con dâu của ta, con hãy cứ nhịn nhục đi. Con hiểu không? Đó, nó cứ bướng vậy đó, nhưng mà mốt nó cũng thích cơn à. Nên cho nên con cứ nhịn đi nha không? Mốt nó sẽ cố gắng giúp con để con có được trái tim của nó. Dạ, à, cảm ơn bệ hạ ạ. Nè, nhớ nha chưa? Nhớ để đẻ lẹ lẹ cho ta mấy đứa cháu từ vòng nha chưa? Ủa trời, con nghe cái ông bê đó. Ui chú, cái mẹ nó bị mi. Trời ơi, dạ. Dân nữ đã biết rồi ạ, dân nữ sẽ nhắc. Hả? Dân nữ? À lộn,
Trời ơi, dân phụ đã biết rồi à, dân phụ sẽ nhắc nhở con dân phụ sao? Trời ơi, thái tử, sao mà phòng thái tử lắm ngô bông và đồ trang điểm thế? Đã thế còn có giày cao gót và tủ quần áo dườn màu hồng. Cái gì có màu hồng vậy đó hả? Kệ ta, đó là sở thích của ta, thích màu hồng được hả? Con trai thích màu hồng hả? Bây giờ quan trọng nè, ngươi hãy mau về ngay chỗ ở của nàng tắm và hãy điều tra rõ ngọn ngành gai góc, à lộn, ngọn ngành cái chuét của nàng tắm cho ta nghe không? Dạ. À, thần biết rồi ạ. Giờ thần đi nha hoàng thái tử. Rồi đi. Trời ơi, cái phòng gì đâu mà hồng leo lét. Cái thằng này điên không phải xỉa mình cái. Nàng xiêm tắm, hoàng tử của lòng ta, à lộn. Trời ơi, tình yêu của lòng ta. Trời ơi, bây giờ cho dù nàng còn sống thì ta phải tìm cho bằng được nàng. Còn nếu nàng chết rồi thì ta nhất định sẽ tìm rõ nguồn ngọn ngành. Trời ơi, sao mình thấy nó lộn cái gì, cũng như là cái chết của nàng. Khổ quá mà. Căn phòng này là ta thiết kế để dành cho nàng. Bạn thấy dám nó cũng hiểu lầm ta. Mặc dù những con gấu bông này, những đôi giày cao gót này, những cái đồ trang điểm này là ta đi ngoài chợ ta thấy ưa mắt nên ta mua về. Hơi khổ quá à mà.